Đây mình làm video dẫn anh em cách đấu loa tép nha. Đây là cặp 1.500.000 đúng không? Đây có hai cặp 1.2 triệu. Đấy. À, anh em xem. À, đây. Bình thường cái củ này nặng nên chúng tôi vận chuyển chúng tôi phải tháo rời ra. Đấy, dây 1 mét đây. Đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Dây 1 mét nha, đây đỏ là cộng nha. Dây còn lại nó là trừ. Đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy nó đều là 1. Anh em đấu đầu nào cũng được vì nói chung dây loa. Còn cái cục nam châm này sẽ đấu như thế nào đây, chúng tôi sẽ tháo cho anh em nhé. Đây. Đây là châu ấn nha, chứ không phải là vặn nó nha. Nhiều anh em lấy cờ lê anh em vặn là nó gãy chân này. Đấy, nó tuột mũi hàn ngay. Đây là châu ấn này, đỏ là cộng, quy định quốc tế nha, như thế mà chơi. Cái dây 20 phân thì đấu vào đâu? Đấy, dây 20 phân thì chúng tôi sẽ đấu vào cục nam châm. Đấy, cái dây 1 mét đây thì đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy nha, chúng ta sẽ xoáy nó vào. Đấy, nhẹ thôi, không cần chặt đâu. Đấy, đỏ là cộng nha. Ấn vào. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, xong. Thế rồi. Đặt đi nóc loa. Đối với những cái loa full thì chúng ta sẽ chích dây ra. Để chích từ cái cuống của cái giác cắm nha. Khoảng 10 phân chúng ta xin nối dây điện vào đấy, đấy cho nó dễ đi âm đi đi cục đẩy nó đều được. Đây là cái loa tép này thì nó có cái công tắc này, một đôi thì sẽ gắn một cái chế độ siêu tép và một cái không gắn. Đây anh em nhìn được không, bên kia không gắn, bên này gắn này, gạt lên là siêu tép này, gạt xuống là tép, anh em gạt đầu nào cũng được, nó hay là được. Đây là bóng dự phòng, đây là bóng này có thể rút ra và thay thế này. Trong quá trình sử dụng bóng đèn này không sáng mới ok nhá, còn bóng bị sáng là do vang nâng lọc méo tín hiệu khá nặng, bát tép phăng nhau lẫn lộn, bị dày tép thì bóng này sẽ cảnh báo sáng ngay. Bên 1.2 triệu thì đấu như thế nào cũng thế thôi. Đấy, cái dây 20 phân thì cũng vào củ tép, xoáy nó vào cũng thế thôi. Đấy, khác gì nhau cả. Đấy, ấn cũng nhìn thấy lỗ đây. Đấy, khác gì nhau cả. Đây làm video đấy, rất nhiều anh em cứ hay hỏi đấu như thế nào thì mình làm video. Đây, đỏ là cộng, trắng là trừ, xanh là trừ, tùy. Đấy, cái chấu đỏ đây, đấy nha. Chấu đen đây. Như đấu đít loa, đít âm ly đây. Đấy, như nhau. Đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, đấy đều được. Đấy, như nhau. Chung người dây điện đây. Đấy. Vấn nạn tép kêu bé tí, kêu tí ti. Đa số là nằm ở vang số. Những anh em chơi vang số, tép kêu bé tí, kêu tí ti. Nguyên nhân là do đâu? Kể cả cái đôi 1.5 triệu này cũng kêu tí ti, kêu bé tí không ra nổi. Đó là những con vang số cài không chuẩn, vang số khóa tép, hãm tép rất là nặng. 99% tép kêu bé tí, kêu tí ti là do anh em chơi vang số. Có những vang cơ này, âm ly này, lọc xì này, mixer này thoải mái. Nhiều anh em đã chơi vang số lại nâng tiếng nữa thì hầu như là đôi 1.5 triệu này bị hoàn về là có chắc. Vậy rất nhiều anh em cài không chuẩn, hãm tép rất là sâu, hãm rất là nặng, có con thì chúng tôi bị hồi hàng oan từ những con loại vang này, nên là chúng tôi hết sức thận trọng bán hàng cho anh em chơi vang số. Anh em hãy xem video này thì anh em muốn chất âm hay thì anh em mà cài lại vang số. Chứ còn bây giờ hàng chúng tôi quảng cáo hay như vậy mà về các vang của anh em như vậy thì bị hồi hàng oan là có chắc. Đấy, mang tiếng nhá. Đấy, nên là chúng tôi làm cái video này để cho anh em biết tép kêu bé tí, kêu tí ti là do vang số cài không chuẩn, khóa tép. Loa tép chất âm VIP khách chúng tôi rất là ok, nhưng mà thỉnh thoảng thì lại gặp những cái bộ dàn rất chán đời luôn. Nhiều anh em có những cái loại vang cài không chuẩn như vang số chẳng hạn, nhiều anh em cài rất chán đời luôn. Đấy, cắt tép, khóa tép, nên là kể cả những cái đôi 800 VIP này hoặc đôi 1.5 triệu, 1.5 triệu về cũng không ra nổi. Đấy, khách chúng tôi rất là ok về tép kêu to và hai gấp đôi, nhưng mà đôi lúc để chúng tôi lại bị hồi hàng oan từ những loại vang hoặc là những loại bộ dàn chúng ta ghép rất là lung côm, vang nâng lọc nâng vang này rất là loạn xạ, bị méo tín hiệu, cắt gọt chỉnh sửa, bắt tép phang nhau lẫn lộn không ra cái gì luôn. Đấy, tôi hàng này là quá ok rồi, nhưng mà thỉnh thoảng lại bị hồi hàng oan từ những bộ dàn gọi là rất chán đời luôn. Đấy, nhiều anh em bộ dàn chán đời quá. Đấy, tôi mất cước oan vì vài những cái thành phần có những bộ dàn đầy nồi này rồi, nên chúng tôi làm cái video để cho anh em biết chất âm có hay không và do vang nâng lọc có chuẩn hay không.
loa tép chống cháy 100% đủ các loại, dao động từ 500k đến 2 triệu, loại trung bình là 1 triệu rưỡi, chống cháy 100%, tép 2 chế độ, tép mời anh em đến tham quan xưởng loa tép chống cháy 100%. Loa tép hay cháy là quá khứ rồi. Đây là cái phần khung, phần tần gắn sẵn rồi. Số điện thoại 0973 533 269. Đây là tép thành phẩm mới sản xuất ra, vừa khô sơn xong nhá. Đây là cặp 1 triệu, có hai màu, màu đen và một màu gỗ. Đây là củ 350. Còn bên này là cặp 800, cặp 250, củ 500 trị. Giá tiền đã bao ship nha, 800k bao ship. Dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò, bắt 20, 25, 30, 40, 50 đều ok. Loạt này là loạt tép 350 đây. Đây là thành phẩm chống cháy rồi, cháy là có thứ rồi. Anh em không phải sợ lo cháy hay là xịt hát karaoke nữa. Hát karaoke tiệt bô, bô to thoải mái. Đây là cái phần khung này, khung gắn phân tần rồi, đây chỉ ốp củ vào thôi. Sản phẩm được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Nặng 7kg một đôi, củ 450 đại, từ 12 sẽ giới thiệu cho anh em cặp tép 500k mẫu 250. Mẫu này là chúng tôi chuyển từ khung sắt sang nhá. 500k thì không thiết kế công tắc vì mẫu này mẫu ít tiền, nó chỉ là 500.000 thôi. Đây mẫu 250 từ 8 nhá, dùng được tất cả các cửa bát, từ bát 20 đến bát 50. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm, loa kéo, dàn thớt đều được. Trong quá trình sử dụng